Xin chào các thính giả thân mến của Blog Radio. Ngày hôm nay của bạn như thế nào, vui vẻ hay là âu lo? Dẫu có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ là phiên bản tốt hơn bạn của ngày hôm qua, bạn nhé. Bạn thân mến, con gái ai cũng muốn được đối xử như một nàng công chúa, nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được hoàng tử của mình. Thế nên trong lúc đợi chờ hoàng tử xuất hiện, sao ta không sống như một công chúa nhỉ? Đôi khi ta cứ mãi quan tâm đến người khác mà quên mất rằng mình cũng cần được yêu thương. Bạn biết không, những người thường mang lại niềm vui, sự sẻ chia, an ủi cho người khác thì bản thân họ lại cô đơn rất nhiều. Thế nên đã đến lúc mình phải học cách yêu thương chính mình rồi, phải không? Tôi, một cô gái ở độ tuổi 24, cái tuổi mà không còn quá trẻ để chạy theo những thứ viển vông, hão huyền nữa, nhưng cũng chưa quá già cho những ước mơ và hoài bão. Đã có lúc tôi nghĩ sao cuộc sống lại không công bằng với tôi vậy. Tôi cũng làm việc chăm chỉ như mọi người, nhưng thành công dường như chẳng mỉm cười với tôi. Nhưng rồi suy nghĩ của một người trưởng thành dạy tôi rằng cuộc sống luôn luôn tồn tại khó khăn, và khi vượt qua được tất cả, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chính vì vậy tôi vẫn luôn thầm cảm ơn cuộc sống và những khó khăn thách thức tôi đã từng gặp trong đời. Hạnh phúc không phải là cảm giác đến đích, mà là cảm thấy vui trên mỗi chặng đường đi. Hãy yêu cuộc đời khi còn có thể. Bạn mãi miết theo đuổi cách sống của một ai đó một cách mù quáng. Bạn thay đổi phong cách ăn mặc, thay đổi kiểu tóc chỉ vì thần tượng người ấy. Nhưng với tôi, mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Chúng ta không cần phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Có người ngoài mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng ẩn trong đó là bao giọt nước mắt. Lại có người nhìn có vẻ cơ cực, nhưng kỳ thực họ lại đang trải qua một cuộc sống rất thoải mái. Hạnh phúc không có một đáp án chuẩn mực. Niềm vui cũng không chỉ xuất phát từ một con đường. Thu lại ánh mắt ngưỡng mộ người khác và nhìn lại tâm hồn của mình. Sống cuộc sống mình mong muốn chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Cách sống mà mình muốn chính là cách sống tốt nhất. Hãy yêu bản thân mình khi còn có thể. Dù bạn có là một cô gái mạnh mẽ đến đâu, cứng rắn đến nhường nào, thì cũng đừng phủ nhận với tôi là bạn chưa từng yếu đuối. Trong cuộc đời mỗi con người, ai mà chẳng vấp ngã ít nhất một lần, đúng không? Cô gái ơi, dù ngày hôm qua có ra sao thì hôm nay nắng vẫn lên, chúng ta vẫn nhìn thấy mặt trời phải không? Bạn biết không, sau mỗi cơn mưa đều xuất hiện cầu vồng rực rỡ trên bầu trời đấy thôi. Đi qua những ngày mưa là chuỗi ngày nắng đẹp. Bạn hoàn toàn có quyền hưởng thụ một cuộc sống tươi vui, đầy màu sắc bằng nhiều cách. Yêu bản thân, luôn nhìn nhận những mặt tích cực của cuộc sống, nuôi dưỡng sở thích riêng, giữ tâm hồn thanh thản. Khi bạn biết yêu bản thân, rất tự nhiên bạn sẽ biết cách yêu thương người khác như thế nào. Thế giới như vậy sẽ trở nên đẹp đẽ hơn một chút đấy. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy yêu lấy cuộc đời khi còn có thể. Hầu hết những cô gái mạnh mẽ đều cho rằng mình không thể bị tổn thương. Thế nhưng ngược lại, có lẽ chẳng mấy ai biết được để có được vẻ ngoài tâm hồn cứng rắn và sắt đá như vậy, những cô gái ấy đã trải qua những gì. Còn người ta không ai sinh ra đã sẵn biết mình mạnh mẽ. Chỉ có từ những vấp ngã họ mới học được cách mạnh mẽ để đứng lên. Đừng chờ đợi ai đó yêu thương bạn, hãy học cách yêu thương chính bản thân mình. Dù thế nào rồi, thời gian cũng sẽ xóa nhòa tất cả. Sẽ chẳng có gì là bế tắc, là không lối thoát. Có chẳng chỉ là cách ta nhìn nhận mà thôi. Dù hôm nay con đường mà bạn đang bước chỉ toàn là chông gai, nhưng ngày mai bạn vẫn có riêng mình một lối đi. Con đường là do bước chân ta đi qua tạo nên mà. Vì thế hãy yêu bản thân mình khi còn có thể. Đôi khi trong cuộc sống, bạn thường chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để khiến cho những người xung quanh vui vẻ và hạnh phúc, nhưng lại quên mất một điều rằng, hơn ai hết, bản thân bạn cũng nên và cần được yêu thương. Và hãy luôn nhớ rằng, nếu ai đó không thể yêu bạn mỗi ngày, thì hãy tự làm điều đó cho chính mình. Đừng tự làm đau mình bằng cách chìm sâu vào đau khổ. Bởi nếu không biết tự yêu thương bản thân mình, thì không ai có thể biết cách yêu thương bạn. Đáng ra chúng ta phải học cách yêu thương bản thân mình trước, rồi mới đến những người khác. Đằng này ta cứ đợi đến một bài học đủ đau đớn sau khi yêu thương người khác, rồi ta mới học được cách yêu chính mình. Mình cần được yêu hơn bao giờ hết. Vậy nên hãy cứ yêu đời và yêu mình khi còn có thể, bạn nhé. Bạn thân mến, người ta có đẹp hơn thì người ta sẽ yêu đời, sẽ tự tin hơn. Công việc người ta biết đâu sẽ thành công hơn. Đó là chưa nói với nhiều người thì đặc thù công việc của họ bắt buộc họ phải đẹp. Mấy ngày trước tôi đi làm đẹp vì đã đến hẹn. Cũng như mọi lần, những dịp như vậy với tôi là một dịp để xả stress. Nhưng khi tôi tới nơi thì cô chủ đang bận với khách. Có mấy người ngồi đó sẵn rồi. Cô ấy nói cũng xong hết rồi, chỉ chờ đợi khoảng 10 phút. Vậy là tôi và mấy cô kia làm quen nói chuyện cùng nhau. Từ những câu chuyện được chấp nối nhiều phía của các cô ấy, tôi được biết thêm nhiều điều lý thú về cuộc sống, về những chuyện của phụ nữ chúng tôi. Mà có một cô đã xong rồi vẫn thích ngồi lại để nói chuyện, trong khi chờ đến giờ đi làm luôn. Cô ấy nói về cơ quan lúc này còn sớm quá. Đó là chuyện thẩm mỹ đó mọi người, chuyện đi làm đẹp ở những cơ sở thẩm mỹ. Chuyện này thì tôi nghĩ với mọi người chẳng có gì xa lạ. Có những lúc còn nghe TV đọc ra rã chuyện cô này đi thẩm mỹ, bị hỏng, bị cấp cứu ra sao. Rồi lâu lâu đến lượt bà nọ làm đẹp ở cơ sở thẩm mỹ chui, không được cấp giấy phép, nên đẹp đâu không thấy, chỉ thấy tiền mất mà tật mang. Còn cô ấy thì đẹp thật, cái cô ngồi chờ đến giờ đi làm ở tiệm tóc. Tôi và cô ấy không hỏi tên của nhau, chỉ gọi nhau là chị em, rồi nói chuyện bình thường thôi. Cô ấy nói cô ấy cắt mắt và nhấn mắt gì đấy. Tôi không rành và cũng không hỏi sâu, nhưng đúng là nhìn mắt cô ấy có hai mí rất rõ. Có vẻ như cô ấy chỉnh sửa hơi nhiều trên gương mặt, nhưng mà tôi nhận ra ở đôi mắt là rõ nhất. Đúng là rất đẹp, nhưng tốn tiền nhiều lắm. Tôi tặc lưỡi vì nghe cô ấy nói người ta cắt mí mắt có 3 triệu, nhưng cô ấy chọn nơi tốt nhất và uy tín đảm bảo nhất nên giá tăng lên tới 10 triệu. Rồi cô ấy ngồi kể vanh vách từng cái một, nào là nâng mũi hết bao nhiêu, làm răng như nào. Tôi nghe toàn là chục triệu với trăm triệu mà chóng mặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng phải, làm đẹp là phải chịu tốn kém. Rồi kết thúc một tràng những câu về giá cả là cô ấy buông một câu: bây giờ chẳng ai giàu hơn mấy bác sĩ thẩm mỹ, trong thoáng chốc là có cả đống tiền trong tay. Tôi chỉ nghe và cười. Tôi nghĩ để hôm nay có cả đống tiền như cô ấy nói thì người ta đã phải nỗ lực học tập và rèn luyện tay nghề như nào. Chẳng có ai trong một phút chốc dễ dàng kiếm được nhanh như vậy, trừ khi họ trúng số hay lừa đảo. Cô ấy ngồi cùng tôi và cô chủ tiệm đến gần một tiếng, và cô ấy toàn nói chuyện đi thẩm mỹ. Có vẻ cô ấy rất rành và sành sỏi mấy địa chỉ làm đẹp của thành phố lớn trong kia. Tôi nghe cô ấy kể tùm lum và còn hỏi tôi thích đi làm đẹp không. Tôi gật đầu và nói mỗi tháng tôi đều đến đây một lần. Với tôi đó là đi làm đẹp rồi. Còn những chuyện thẩm mỹ nhưng spa gì đó thì tôi chỉ nghe trên TV và đọc mạng mà thôi. Chứ với tôi xa vời lắm, vì tôi không quan tâm đến và vì tôi chấp nhận tôi của hiện tại. Nhưng cô chủ tiệm lại có vẻ rất phấn khích và nhiệt tình với cô ấy. Em cho chị địa chỉ uy tín nhất nhé, chị muốn đi nâng mũi nhưng chị sợ đau lắm. Được rồi, chuyện đó dễ ợt, em nói trước luôn là giá đảm bảo chắc chắn. Người ta lấy sùng ở tai của chị rồi sẽ cấy vào. Có thuốc tê nên không đau gì hết. Chị phải kiêng rửa mặt và ăn uống gì đó thì bác sĩ sẽ dặn dò kỹ hơn. Sau đó một tuần thì có uống thuốc nữa. Nhưng mà nói chung là đảm bảo, không sợ hỏng hay xiên lệch gì hết. Giá có mắc không em? Nâng mũi là 30 triệu nha chị. Đã làm đều thì phải chấp nhận vậy, chứ chị đừng ham đến những chỗ rẻ tiền, rồi bị đưa lên tivi đó. Ai biểu ham rẻ chi. Tôi thấy cô ấy loay hoay lấy trong túi xách ra một cạc nhỏ rồi đưa cho cô chủ tiệm. Chị cứ đến đây là ok lắm, là chỗ em làm đó. Bác sĩ sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn, mà chị đồng ý thì họ mới làm chứ không sao hết. Cô ấy cười chào tôi trước khi đi. Phải công nhận gương mặt cô ấy đẹp thật, từng đường nét đều thanh thoát đáng yêu. Nhìn cô ấy rất tự tin. Chị thấy em đẹp tự nhiên không? Cô ấy cười và nói câu cuối cùng trước khi ra khỏi tiệm. Tôi chỉ gật đầu với cô ấy chứ không biết nói gì. Mà cô ấy rất công khai chuyện đi thẩm mỹ chứ có giấu gì đâu. Vì lúc còn đi làm tôi biết có nhiều người cũng giống cô ấy, cũng đến cơ sở thẩm mỹ, nhưng họ rất kín và e dè. Họ không muốn cho ai biết chuyện đó. Bây giờ đúng là gần như ai cũng đẹp tự nhiên chứ không phải tự nhiên mà đẹp. Tôi buộc miệng như vậy và cô chủ tiệm bật cười. Chắc em sẽ hỏi ý kiến ông xã em đã chị, em sợ ảnh không đồng ý. Đúng rồi, đó là chuyện liên quan đến cả sức khỏe và tiền bạc trong nhà, nên phải bàn bạc kỹ với chồng. Tôi lên tiếng. Cô ấy đi rồi, trong tiệm trở nên im ắng lại. Tôi chợt nhớ ngày xưa cũng có mấy người bạn của tôi đi thẩm mỹ như vậy. Vì tôi là bạn thân nên họ chia sẻ. Họ nói họ cũng chọn nơi uy tín và mức giá cao mới đảm bảo. Họ cũng rủ tôi đi làm nhưng mà tôi lắc đầu. Tôi nghĩ không chỉ phụ nữ, đến đàn ông còn muốn đi làm đẹp là đi đến thẩm mỹ chứ không phải tiệm tóc. Mà chuyện đó cũng bình thường, vì bây giờ cuộc sống đã tốt hơn khi xưa rất là nhiều. Nhiều người giàu có hơn khi xưa rất nhiều, nên nhu cầu làm đẹp cũng tăng lên. Người ta có đẹp hơn thì người ta sẽ yêu đời, sẽ tự tin hơn. Công việc người ta biết đâu sẽ thành công hơn. Đó là chưa nói với nhiều người thì đặc thù công việc của họ bắt buộc họ phải đẹp. Câu chuyện của người phụ nữ xinh đẹp trong tiệm tóc làm tôi nhớ đến một người bạn thân của tôi ngày nào. Giờ cô ấy đang sống ở nước ngoài, mà tôi cứ tưởng làm đẹp xong cô ấy sẽ lấy chồng. Nhưng cách đây mấy năm tôi gặp lại là cô ấy gọi điện hẹn tôi ở quán ăn, thì cô ấy vẫn một mình lẻ bóng. Những người quen biết hoặc thân với tôi hay nói nếu ai cũng như tôi, chắc mấy cơ sở thẩm mỹ sẽ đóng cửa hết. Tôi nghe chị cười chứ biết nói sao. Tôi là phụ nữ mà, tôi cũng khát khao được đẹp, cũng khát khao được trẻ hoài. Nhưng mỗi người, mỗi suy nghĩ, mỗi chọn lựa khác nhau. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng còn tùy vào hoàn cảnh của mỗi người và cả tính cách của họ nữa. Vì tôi biết có nhiều người dư khả năng tài chính, nhưng họ vẫn nói không với thẩm mỹ. Câu chuyện của người phụ nữ xinh đẹp trong tiệm tóc làm tim tôi nhói đau khi nhớ đến chị. Một người chị mà tôi không thân lắm. Gia đình chị cũng giàu có, thành đạt hơn hẳn nhiều người. Con cái cũng chăm ngoan, nhưng chị cứ suốt ngày chăm bẩm vào chuyện đi thẩm mỹ, và chị không tiếc tiền cho chuyện đó. Mà lý do chính không phải là chị muốn đẹp cho bản thân chị, mà chị muốn đẹp lên để giữ chồng. Chị nói chồng chị cũng đã chán chị rồi, cứ hay có các cuộc hẹn công việc mà lúc nào cũng có mấy cô thư ký trẻ đẹp cà cà đi theo. Thời gian đó tôi chưa nghỉ việc, tôi nghe một người thân trong gia đình kể lại chuyện của chị mà đúng là cạn lời. Tôi nghĩ một khi người ta đã thay lòng đổi dạ thì mình có đẹp như tiên, như hoa hậu đi nữa cũng vô ích. Chuyện giữ chồng, giữ vợ đâu phải ở chuyện đi thẩm mỹ. Còn nếu họ đã thật muốn rời đi thì cứ mạnh dạn để họ đi. Có đau khổ rồi cũng sẽ nguôi, vì chẳng ai hạnh phúc hay đau khổ một đời. Tôi tin chị ấy cũng biết điều đó. Mà người thân của tôi nói chị ấy càng xinh đẹp lên thì chồng chị ấy càng rời xa gia đình, càng bỏ mặc chị ấy một mình. Vậy nên vấn đề chỉ có chị ấy mới hiểu rõ và tự chỉnh sửa, chứ không ai có thể biết được vì sao. Nhưng nói gì thì nói, ai cũng muốn mình thật xinh đẹp là điều chắc chắn. Nhưng hỡi các phụ nữ không được xinh đẹp lắm hay không có điều kiện để thẩm mỹ thì cũng đừng buồn. Mình cứ tươi tắn gọn gàng mỗi ngày cũng là đẹp rồi. Cứ dịu dàng và trau dồi lời ăn tiếng nói hay cách cư xử với mọi người xung quanh mình cũng là đẹp. Tôi thấy có nhiều chị em có đẹp đâu. Có người thì quá mập, có người là quá thấp, có người thì không được trắng trẻo, có người lại cao lên khên. Nhiều lắm, nhưng họ vẫn đẹp theo cách của riêng họ, và mọi người xung quanh vẫn rất cảm mến và yêu thương họ. Tôi động viên và cổ vũ cho chuyện đi thẩm mỹ làm đẹp. Với tôi đó là một cuộc đi chinh chiến sắc đẹp thật đáng yêu. Nhưng đừng quá say mê và chạy theo đến độ bị phụ thuộc vào sẽ rất mệt. Vì nét đẹp của bên ngoài cơ thể là chuyện rất dễ biện hiện. Vì đẹp rồi cứ muốn đẹp nữa, đẹp nữa. Còn nét đẹp ở bên trong mà người ta hay gọi là vẻ đẹp của tâm hồn thì chẳng ai nhìn thấy. Và cũng chẳng có cơ sở thẩm mỹ nào có thể chỉnh sửa hay hoàn thiện được trừ bản thân người đó. Nhưng đó lại là nét đẹp được ca ngợi, được khuyến khích rất nhiều. Từ bao đời nay vẫn vậy. Và ý nghĩa sống của mỗi người là ở đó. Và cuộc sống của mỗi người có ý nghĩa hơn, có hạnh phúc hơn cũng ở đó. Một nét đẹp sống mãi với thời gian và được mọi người nhắc mãi, trân quý mãi. Tôi tin mỗi người sẽ luôn mỉm cười với những khoảnh khắc họ tô điểm cho tâm hồn họ. Ngay từ những việc nhỏ nhất, như câu hỏi thăm một người bị ốm, như dắt giùm chiếc xe máy cho một người đang mệt, như hướng dẫn cho một người lần đầu đến các công sở mà loay hoay chưa biết làm gì trước. Tôi đã thấy chuyện đó nhiều lần, như sáng nay ở chỗ thu tiền điện, có một phụ nữ không chịu lấy số thứ tự, cứ vậy ngồi chờ rồi thắc mắc sao lâu quá. Những cuộc chinh chiến đáng yêu về sắc đẹp, hãy tự tin bước tới nếu bạn đã sẵn sàng. Chỉ mong bạn đừng quên tâm hồn bạn cũng luôn cần được điểm tô, luôn luôn bạn nhé. Bạn biết không, kỳ thật, thời gian chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng thời gian cho phép bạn được dũng cảm đương đầu với nỗi đau, kiên trì vỗ về tâm hồn mình bằng tất cả xúc cảm chân thật nhất. Sau đây mời bạn lắng nghe Radio Tâm Sự. Yêu lấy vận mệnh của chính mình. Mấy năm gần đây, bản thân luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ cả thế giới đang quay lưng với mình. Cả công việc, chuyện học hành, đời sống cá nhân, lẫn những dự định tương lai. Những ngày tưởng chừng như cô đơn đến cùng cực ấy, bản thân lắm lúc đã tưởng tượng đến một kết thúc chẳng mấy sáng sủa, rằng mình sẽ bỏ đi đến một đất nước thật xa xôi nào đó, rằng bản thân sẽ viết đơn xin nghỉ phép, chấm dứt công việc ở nơi chính mình chẳng mặn mà gì ấy, mà đi chơi thỏa thích, quên cả dự định sắp tới. Có những buổi sáng mang theo tâm trạng nặng nề ấy, bước chân vào lớp thấy thế giới chung quanh mình thật tồi tệ. Trời vẫn đẹp, hoa vẫn tươi, chim chóc vẫn say mê với những khúc hoang ca. Nhưng với mình, người ngồi ôn tồn trên bục giảng những điều tươi đẹp ấy lại như rơi vào một thế giới khác. Mình nhớ có những hôm vừa giảng vừa nơm nớp lo sợ, không hiểu khi nào thì điện thoại của bản thân sẽ lại reng lên. Rồi lại những trò hề, những cuộc họp vô cớ, và đương nhiên cả những lời xúc xỉn không chút xót xa. Thời gian đầu, cuộc họp năm nào với bản thân thật sự là một trải nghiệm không lấy làm gì thú vị. Mình đã từng quay cuồng trong hàng mớ câu hỏi về nỗi đau, về quyết định buông tay hay kiên cường ở lại, về thành kiến dị biệt của những người chung quanh, về sự rã rung. hắt hủi chính mình ra khỏi nơi bản thân đã từng đặt biết bao hy vọng và niềm tin. Hơn tất cả, tận cùng của sự chán ghét ấy là nỗi thất vọng về chính mình. Bạn biết không, có những nỗi đau nếu chính bản thân không phải là người dự phần chắc hẳn sẽ không bao giờ thấu suốt được. Cảm giác cả thế giới quay lưng với chính mình là một kiểu dạng như thế. Sự chán ngán cùng cực cản ngăn bạn bước vào thế giới ấy một lần nữa. Nỗi đau đớn giằng xé cổ vũ bạn dứt áo ra đi vĩnh viễn, đoạn tuyệt với những kẻ đã từng gây sát thương cho bạn. Trong nỗi tuyệt vọng vì bao bức xúc dồn nén ấy, có đôi lần ý nghĩ trả thù lấp lóe như một tia sáng ở cuối đường hầm. Nhưng cũng thật ngạc nhiên, con người ta vốn là những sinh vật rất kỳ lạ. Qua thời gian, qua những ngày bình tâm trước khó khăn, tâm trạng mình dần dần trở nên bình ổn. Trà hoa cúc pha tim sen ít dùng hẳn đi, thuốc đầu đầu cũng chẳng cần uống theo liều lượng hàng ngày nữa. Cần sang chấn tinh thần ngày nào, quả nhiên theo thời gian đã dần dần vơi đi. Bạn biết không, kỳ thật, thời gian chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng thời gian cho phép bạn được dũng cảm đương đầu với nỗi đau, kiên trì phổ về tâm hồn mình bằng tất cả xúc cảm chân thật nhất. Khi đứng lên từ những vết thương của chính mình, bản thân lại càng trân quý đời sống bình yên hơn bất cứ lúc nào. Những ngày hửng nắng sau cơn ủ ê, khi chấp nhận mọi biến chuyển của đời sống như một phép nhiệm màu, bản thân đã thật sự học được cách yêu thương chính mình. Thế giới chung quanh chưa bao giờ hết tàn khốc, nhưng thế giới chung quanh cũng chưa bao giờ hết dịu dàng với mỗi người chúng ta. Điều kỳ diệu mà vận mệnh mang đến cho mỗi người vẫn luôn ở trước mắt ta, vẫn lặng lẽ đi theo từng ngã rẽ mà bản thân ta chọn lựa. Dù thinh lặng hay ồn ả, dù yêu thương hay vui vẻ sống cùng cô đơn, thì trên tất cả hãy luôn tin vào bản thân, cho phép mình được sống một cuộc đời toàn vẹn nhất. Bạn biết không, suốt 2 năm qua mình vẫn kiên trì ở lại nơi ấy, vẫn vui vẻ sống an lành trong cuộc đời vốn dĩ nhiều bình yên của chính mình. Những ngày thế giới quay lưng với bản thân đã khiến mình thấm thía rất nhiều bài học quý giá. Thật tuyệt vời làm sao khi một thời điểm nào ấy chúng ta quay đầu nhìn lại và thấy cuộc đời mình thật đặc biệt, rằng mình đã từng sống và bình tĩnh, rằng mình đã dũng cảm và tự tin ra sao. Và đương nhiên, cả việc mình đã chấp nhận yêu lấy vận mệnh của chính mình một cách vô điều kiện như thế nào. Bạn thân mến, đừng vì một lần vỡ vụn mà từ bỏ cơ hội viết nên một câu chuyện đẹp. Đừng vì một lần va vấp mà chối bỏ cả một hành trình dài. Mong cho chúng ta luôn có thể kiên cường hàn gắn lại những vết nứt của bản thân để ngày một hoàn thiện, trưởng thành hơn. Mời bạn lắng nghe tâm sự. Hãy luôn kiên cường hàn gắn những vết thương để ngày một trưởng thành. Ở Nhật Bản, khi một đồ vật bị vỡ, thay vì vứt bỏ đi thì họ dùng vàng để hàn gắn lại các vết nứt. Họ luôn tin rằng một vật sẽ trở nên đẹp đẽ hơn nếu mang trong mình một câu chuyện về việc đã từng vỡ vụn. Chúng ta ai cũng sẽ từng làm vỡ đi một cái gì đó, nhưng chọn lựa vứt bỏ hay hàn gắn lại tùy thuộc vào mỗi người. Một thứ đã từng vỡ vụn có thể sẽ rất xấu xí, nhưng cũng có thể trở nên đẹp đẽ hơn từ những vết nứt. Có những khó khăn, những giai đoạn tưởng chừng như sẽ buông bỏ, những sai lầm trong quá khứ mà mỗi chúng ta không thể nào thay đổi được. Nhưng chính những điều đó lại làm nên giá trị của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Chẳng có ai trên cuộc đời này là hoàn hảo, đổ vỡ, vấp váp, ai mà chưa từng. Nhưng cứ sống mãi trong quá khứ cũng không thể làm những đớn đau đó biến mất đi, hay làm chúng ta có thể nhẹ nhõm hơn. Càng than vãn, càng phủ nhận, bạn lại càng thêm thương tổn. Quá khứ đã qua, chẳng ai có thể thay đổi. Đó là một phần tất yếu làm nên chúng ta hôm nay. Có bao giờ bạn thử suy nghĩ, nếu như không có những sự việc ấy, liệu chúng ta rồi sẽ trở thành gì? Sẽ khác như thế nào? Chỉ có sự chấp nhận, soi chiếu và rút ra bài học, rồi dán vàng lên những vết nứt đó, khiến chúng trở nên đẹp đẽ, làm chúng trở thành một câu chuyện đầy cảm hứng, thì những gì bạn đã trải qua mới thực sự có giá trị. Người chưa từng bị đổ vỡ sẽ không thể hiểu được đổ vỡ đến cuối cùng là cảm giác như thế nào, nên họ thường phán xét. Nhưng đến một ngày khi bản thân tự trải nghiệm, có lẽ họ vẫn sẽ cảm thấy như chính bạn mà thôi. Vậy nên bị đánh giá đúng sai, tốt xấu, những điều đó không nên là lý do để bạn tự phủ nhận chính mình và ngừng việc cố gắng để sống tốt. Bạn biết không, mỗi một lần bạn vỡ vụn là mỗi lần bạn tìm về với ánh sáng của chính mình. Ở những chặng đường khác nhau trên cuộc hành trình đều đòi hỏi ở một phiên bản khác, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn bạn của ngày trước. Và đôi khi sự vỡ ra này là điều cần thiết để bạn dần trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Mỗi chuyện xảy đến với chúng ta ở bất kỳ thời điểm nào cũng là điều chúng ta cần ngay tại lúc đó. Tất cả đều phục vụ cho sự phát triển của mỗi chúng ta. Có thể chúng quá đớn đầu nên bạn muốn chối bỏ hoặc là trốn tránh. Nhưng sau tất cả, khi nhìn lại, chắc chắn bạn sẽ tự hào vì câu chuyện của chính mình. Đừng vì một lần vỡ vụn mà từ bỏ cơ hội viết nên một câu chuyện đẹp. Đừng vì một lần va vấp mà chối bỏ cả một hành trình dài. Mong cho chúng ta luôn có thể kiên cường hàn gắn lại những vết nứt của bản thân để ngày một hoàn thiện, trưởng thành. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.